Bây giờ một mình ở một nhà hả? Dạ. Trời ơi, đã vậy. Nhà chị ở đâu? Nhà ở Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Nhà ngay thành phố luôn. Dạ. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Nhà mình lớn không? Nhà thì đất, tính hết đất thì khoảng 150 m². Nhưng mà phía trước thì mình ở, còn phía sau thì mình cũng cho mấy chị em thuê ở. À, mà nhà chị có phòng trọ nữa hả? Dạ. Mình yêu thương thì mình có cần một người tài giỏi, giàu có không? Hay mình cần một người như thế nào? Dạ, cái này mình lên chương trình mình tìm một nửa yêu thương của mình. Bây giờ nó tùy duyên thôi. Bây giờ mình không có, ví dụ như giàu cũng được mà nghèo cũng được. Đó, yêu cầu là nó tùy cái duyên của mình. À, các anh, các chú về điều kiện kinh tế cũng hơi khó khăn. Dạ. Nhà cửa thì cũng không có. Mà muốn yêu thương chị trọn đời luôn, về nhà ở cùng với chị, thì chị có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Đồng ý luôn. Rồi, sao mình dễ vậy? Thì nó có duyên thì mình kết hợp lại thôi. Với lại mình cũng có nhà cửa, công việc của mình cũng ổn định. Nên là bây giờ thí dụ như người đó có duyên với mình, người ta không có những cái kinh tế gia đình thì người ta vẫn tới nhà mình sống được. Có nghĩa là mình kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương, xinh đẹp, đến từ thành phố Bình Dương, lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Xin mời chị ngồi vào đây ạ. Thì trong ngày hôm nay với một yêu cầu rất dễ, rất đơn giản, điều kiện của chị thì kinh tế khá ổn định rồi, anh nào xấu cũng được, nghèo cũng được, mà nói chung là dè cũng được, thế nào cũng được. Với một yêu cầu rất là dễ như vậy, ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em Võ Sơn Hòa trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em trong chương trình, xin chào chị nhé. Chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu. Dạ, trước tiên là em chào tất cả anh em và ekip trong chương trình Kết Nối Yêu Thương nhiều. Và sau nữa, em chào tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước một lời chào thân thương. Em tên là Nguyễn Thị Nhiên, sinh năm 1970, hiện là em đang ở Bến Cát, Bình Dương. Chị Nhiên hả? Dạ. Tên hay á. Sinh năm 70 là năm nay là mình 54 ha. Dạ, 54. Rồi. Một chị gái cũng rất là dễ thương, xinh gái. Thế thì chị chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình ạ. À? Dạ, tình trạng hôn nhân thì em đã ly hôn với ông xã năm 2002. 2002. Dạ, mà hiện bây giờ thì ông xã mất nay mười mấy năm rồi. Ồ. Mười mấy năm nay mà mình sống như vậy luôn á. Dạ, tính ra là 20 mấy năm rồi. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì không được tìm thứ hai. Dạ, hồi lúc trước thì mình tính chỉ ở một mình thôi, tại vì mình ở với con mình. Trước tiên đó là lúc mình với ông xã mình ly hôn thì mình đã có hai đứa con đi học á, nên mình tính ở vậy với con mình thôi. Cuối cùng mình nuôi con mình đã học ra trường hết rồi. Dạ. Dạ, thì mình cũng tính ở với con mình thôi, chứ mình cũng không tính đi tìm một nửa yêu thương. Nhưng mà hiện bây giờ thì con mình nó không ở với mình, nên con mình mới nói với mẹ thì thôi mẹ đi tìm một nửa yêu thương đi, tại vì con không có sống chung với mẹ. Có nghĩa là hồi trước là chị là nuôi con, là mình hy sinh cho con. Bây giờ nuôi con trưởng thành rồi, con ở riêng hết rồi. Bây giờ một mình ở một nhà hả? Dạ. Trời ơi, đã vậy. Nhà chị ở đâu? Nhà ở Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Nhà ngay thành phố luôn. Dạ. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Nhà mình lớn không? Nhà thì đất, tính hết đất thì khoảng 150 m². Nhưng mà phía trước thì mình ở, còn phía sau thì mình cũng cho mấy chị em thuê ở. À, mình nhà chị có phòng trọ nữa hả? Dạ. Mấy phòng trọ? Có 4 phòng trọ. 4 phòng trọ? Dạ. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Với một người mẹ mà vất vả mà nuôi con như vậy và được cái thành công như ngày hôm nay, chắc chị cũng là một người phụ nữ cũng khá đảm đang. Dạ. Rất là giỏi ha. Rồi, thế bây giờ nhà mình ở đó một mình có buồn không? Dạ, cũng buồn, nhưng mà ban ngày thì có giúp mình đi làm hỗ trợ con mình á. Thì con mình á, hiện là mình có hai đứa con 30 mấy tuổi rồi. Đứa lớn thì đi phiên dịch và làm kinh tế cho công ty Nhật ở thành phố. Quá rồi. Còn đứa nhỏ thì mở hai cái trung tâm ngoại ngữ dạy. Hiện bây giờ là mình đang
con mình ở trung tâm ngoại ngữ. Mình làm từ mình làm việc từ 5 giờ rưỡi chiều cho tới 9 giờ rưỡi tối. Vậy là con chị cũng rất là giỏi và thành công, thành đạt hết rồi. Đó là một tay chị nuôi con mình đó. Ngày xưa mình chia tay chồng mình có phụ gì mình giúp nuôi con không? Dạ không, ông xã mình thì không có phụ gì mình hết, chỉ cho hai đứa con đi học mình, thôi. Mình nuôi con. Trời ơi. Với cái điều kiện kinh tế của chị như vậy là khá là tốt. Thế 4 phòng trọ đó mình cho thuê là chắc phải được hơn 4 triệu một tháng ha. 4-5 triệu chứ nhỉ? Dạ. Rồi. Thế hôm nay chị lên đây chị tìm kiếm một nửa yêu thương thì mình có cần một người tài giỏi, giàu có không? Hay mình cần một người như thế nào? Dạ, cái này mình lên chương trình mình tìm một nửa yêu thương của mình. Bây giờ nó tùy duyên thôi. Bây giờ mình không có, ví dụ như giàu cũng được mà nghèo cũng được. Đó, yêu cầu là nó tùy cái duyên của mình. Nghèo cũng được. Mà già được không? Ý anh nói ý là lớn tuổi được không? Lớn tuổi vẫn được, tùy duyên. Cũng được, như thế nào cũng được. Dạ, tùy duyên thôi chứ giờ không biết. Được. Dạ. Dạ, nó có tình cảm với mình là được. Rồi, thế bây giờ ví dụ như mà trong chương trình này tụi em chia sẻ lên á thì có nhiều anh, nhiều chú xem được video này có tình cảm với chị, nhưng mà nó thật sự đó là các anh, các chú về điều kiện kinh tế cũng hơi khó khăn. Dạ. Nhà cửa thì cũng không có, mà muốn yêu thương chị trọn đời luôn, về nhà ở cùng với chị thì chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn. Rồi. Sao mình dễ vậy? Thì nó có duyên thì mình kết hợp lại thôi, với lại mình cũng có nhà cửa, công việc của mình cũng ổn định. Nên là bây giờ thí dụ như người đó có duyên với mình, người ta không có những cái kinh tế gia đình thì người ta vẫn có nhà mình sống được. Có nghĩa là bây giờ kinh tế của chị thì ổn định rồi. Chị muốn cần tìm một cái tình cảm chân thành để vui về lúc nhà, gọi là chăm sóc nhau, tâm sự buồn vui. Chứ cũng không có cần vật chất hả? Dạ, không có cần vật chất, ví dụ như nghèo cũng được, mà khá một chút cũng được. Rồi có nhiều người, người ta thích một người chồng giàu, điều kiện kinh tế ổn định để về sau này cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Thì tại sao chị không nghĩ điều đó? Dạ, cái đó thì mình không có thể suy nghĩ như vậy được. Tại vì mình chỉ tùy duyên thôi. Nếu mình có thể có duyên với một người nào đó thì người đó giàu nghèo gì cũng vẫn được. Yêu cầu là ví dụ người ta có việc làm để về sống chung với mình là được thôi. Quá dễ rồi. Thế thì con chị cũng động viên mình đi lấy chồng? Dạ đúng rồi. Con nó đã kêu từ lâu rồi. Thế trong hai mấy năm nay mà mình sống một mình nuôi con đó, thì có anh nào, chú nào mà đến tán mình không? Dạ thì hồi trước á mình cũng có tìm hiểu một người, nhưng mà thấy người đó không có hợp với mình là thôi tới bây giờ luôn. Thế hồi đó mình chia tay chồng á, chị có thể bật mí chút xíu là lý do tại sao mà mình đổ vỡ hôn nhân? Đổ vỡ hôn nhân đó là bây giờ mình kể lại thì mình không thấy... bật mí chút xíu thôi. Dạ thì hồi đó chồng mình nó bạo hành với mình á, nên là mình là chịu không nổi, mình phải chồng bạo hành quá à. Chồng có nhậu không? Dạ có. Có nhậu vô là bạo hành. Trời ơi. Nhậu mà cờ bạc rồi. Cờ bạc nữa. Gái gú gì. Gái gú nữa. Trời ơi, đủ vô môn luôn. Dạ. Hôm đó chắc chị tổn thương nhiều lắm ha. Dạ, tổn thương quá đi nên mới tính ở như vậy, tới ở với con thôi. Nhưng mà con bây giờ nó không có ở với mình nên nó mới động viên mình là đi tìm một nửa yêu thương để sau này mình có người bầu bạn tuổi già mình cho vui. Sao mà nói đến chuyện cũ mà có vẻ như chị cũng hơi xúc động hay sao mà thấy rơi nước mắt rồi. Xúc động hả? Dạ. Nhớ là cái ký ức buồn đúng không? Thôi bây giờ cái cuộc sống của chị như vậy là chị cảm thấy chị mãn nguyện chứ? Dạ bây giờ cũng mãn nguyện. Con thành công, hai đứa gái ha. Dạ. Bây giờ mà hai đứa gái thì lấy chồng chưa? Lấy chồng hết rồi. Ở nhà chồng luôn rồi. Giờ một đứa lớn thì ở dưới thành phố đó phiên dịch cho công ty Nhật, còn đứa nhỏ thì ở trên Mỹ Đức một Bến Cát. Nói chung là con đi lấy chồng thì ở nhà chồng. Còn sau này thì một mình chị một nhà buồn quá nên là quyết tâm đi tìm chồng. Dạ, thật sự là con gái mình nói động viên cho mình đi á, chứ thật sự là mình cũng ngại lắm, mình không có dám đi. Thế chị suy nghĩ mất bao nhiêu đêm thì hôm nay mới có cái bản lĩnh quyết tâm để lên đây? Dạ, thì mới xem cái tuần trước á thì mới một tuần thôi là mình quyết tâm lên đây luôn. Tuần trước thì mình cũng có cái chương trình này nhưng mà mình cũng ít xem lắm, lâu lâu thì mình mới xem một lần thôi. Nhưng mà mình quyết tâm là mình quyết tâm từ cái tuần trước. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Quyết tâm được tuần trước.
là mình cũng phải suy nghĩ mất mấy đêm. Suy nghĩ thì cũng vài ba đêm. Vài đêm. Tại vì mình suy nghĩ là bây giờ con mình nó không có ở gần mình để mà có người hỗ trợ với mình cho vui, nên mình con gái mình động viên mình là mình quyết tâm đi tìm một nửa yêu thương, và tới đây là nhờ tất cả anh em chương trình Công Ty Chiếc này giúp đỡ mình tìm cho mình một nửa yêu thương để mình hữu hỷ vui tuổi già. Thế chị chia sẻ chút xíu về bản thân chị đi, tính cách của chị sao, ưu điểm nhược điểm thế nào? Tính cách của mình thì mình hiền lành, chất phác, siêng năng, và mình sống có đạo đức, mình thường giúp đỡ mọi người. Còn cái khuyết điểm của mình là mình hay tin người lắm. Tin người là dễ bị dụ. Dạ đúng, tin người. Đã bị ai dụ lần nào chưa? Dạ chưa, chỉ có những người bạn của mình thường xuyên hay ví dụ như hay nhờ mình giúp đỡ đó. Yeah. Mình giúp đỡ xong rồi người ta cũng bội bạc với mình á. Yeah. Người ta không có mang ơn mình á. Bây giờ quyết tâm là lấy chồng vui tuổi già thôi. Dạ, không có tìm người nữa. Thế thì chị cần một anh đó thì tính cách như thế nào? Tìm một anh đó tính cách nó là thật thà, nó hiền lành và đừng có kiểu như là sống có đạo đức á, đừng có gia trưởng. Như vậy là đủ. Quá dễ. Nghe cũng được. Dạ. Thế thì bây giờ một mình chị ở nhà rộng như vậy thì tối về em nghĩ là cũng khá là buồn đó. Dạ, với lại mình làm tới 9 giờ rưỡi mình về tới nhà thì cũng sáng 10 giờ rồi. Thì lúc đó mình chỉ lo mình đi ngủ thôi, còn ban ngày thì công việc mình tiếp xúc với những học viên thì đó là trước mắt thôi, chứ còn ví dụ như chị làm 3 năm, 5 năm nữa thì chị cũng nghỉ thôi. Dạ. Chị đâu có sức nào làm nữa, cũng ở nhà thì buồn lắm á. Dạ, cũng buồn. Thế hôm nay mình lên đây mình dậy từ mấy giờ? Lúc mình dậy thì khoảng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mình thức dậy xong rồi mình chuẩn bị là tới 6 giờ mình đi. Rồi. 6 giờ qua đây. Nhưng mà tới... chị làm công việc trong trung tâm anh văn vậy á, thì mình tiếp xúc với nhiều người thì mình cũng mạnh dạn lắm, như sao mà qua đây thấy chị rung quá vậy? Không biết sao vô đây mình vẫn rung. Tại mình chưa có lên chương trình lần nào á. Mình rung. Hồi hộp các chị ha. Hồi hộp à? Hồi hộp. Rồi. Với yêu cầu dễ như vậy, đơn giản như vậy thì em nghĩ là chị sẽ sớm tìm được người yêu thương của mình thôi. Dạ. Một ngày nhanh nhất và gần nhất. Dạ. Thì hôm nay thì lên đây thì trước khi kết thúc thì chị cũng có lời nào chị muốn nhắn gửi tới các anh các chú đang theo dõi câu chuyện ngày hôm nay không? Dạ, tới chương trình kết thúc thì em có nhắn gửi tới các anh độc thân á. Các chú đó. Chú độc thân, các anh độc thân, và thấy ai mà ví dụ như mà thấy đồng cảm với em á thì hãy đến chương trình kết nối với em. Dạ, để mình có thể là kết hợp với nhau. Rồi, nếu như mà các anh các chú về nhà mình ở thì mình hứa rồi sao? Thì các anh các chú nếu mà về nhà mình ở thì mình cũng không có như người ta, mà ví dụ như mình vẫn tôn trọng người ta. Đừng ép bạc đãi người ta còn gì. Dạ đúng rồi, mình vẫn tôn trọng người ta thôi, tại vì mình sống cũng có đạo đức mà. Dạ. Yeah. Còn nếu như mà anh nào chú nào có nhà muốn chị đưa về nhà anh chú đó ở thì sao? Thì cái đó là do mình thỏa thuận, ví dụ như mà người đó muốn mình về bên đó thì mình sẽ về bên đó vẫn được. Chú, ví dụ như ở mình thu xếp nhà mình thì mình có thể cho mình thuê rồi mình sẽ về với người ta vẫn được. Còn nếu mà ai muốn về nhà mình ở thì về nhà mình ở cũng được. Dạ, cũng được. Nhà chị có mấy phòng ngủ? Nhà em thì có một phòng mà tại em ở phía trước, có một mình em ở nên có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một cái sân. Mỗi thứ một cái thôi, một cái sân, một dạ, cái đúng ô tô. Dạ đúng rồi, có một mình. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi, mỗi thứ là một cái. Mình còn đắt vườn đâu chị ha? Dạ không có, hồi xưa thì ở quê mình có nhưng mà ông xã mình bán hết. Như vậy là quá giỏi rồi. Mình qua đây mình nuôi con, mình học xong rồi mình cũng không có nhà cửa gì hết, mình vẫn ở phòng trọ. Sau khi đó thì mình đang cố gắng mình làm, mình tích lũy tiền. Rồi sau đó thì con mình nó cũng phụ chút đỉnh vô, xong rồi mình mua được miếng đất. Rồi xong rồi mình cũng phải làm tích lũy để mình có một cái nhà để mình ở. Nói chung được như vậy là một cái thành quả lao động của mình. Sau nhiều năm cố gắng vất vả, một mình nuôi hai con trưởng thành, mà lại mua được cái nhà, rồi phòng trọ, quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị bảo chị mắc những anh lớn tuổi cũng được thì chị có sợ cái vấn đề mà lớn tuổi là hơi yếu không? Thì sức khỏe mình cũng vẫn còn tốt, thì làm gì mình cũng không có
tuổi cũng được ha. Dạ lớn tuổi cũng được, tự nhiên thôi. Nếu mình học cái gì đó thì tự nhiên thôi, chứ bây giờ mình 70, 75 cũng được. Dạ cũng được. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Trẻ tuổi được không? Trẻ hơn hả? Từ tuổi mình trở lên đi, nếu mà có nhỏ hơn mình chừng 1-2 tuổi thôi, chứ đừng có nhỏ quá. Nhỏ quá thì mình cũng không có, con mình nó khó ha. Dạ nó cũng khó. Rồi. Khó sinh hơn. Dạ. Hôm nay chị lên đây thì anh em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình. Đây là nhờ anh em kết nối. Anh em sẽ cố gắng có thể sớm nhất kết nối cho chị được nhé. Với một yêu cầu dễ như vậy, đơn giản như vậy thì em nghĩ là sẽ sớm nhất có thể. Và chị trước khi kết thúc cũng xin hỏi chị là chị có cam kết những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Dạ, bạn này mình có mình cam kết là bất cứ những điều gì mình nói đều là sự thật. Rồi, chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Đồng ý. Rồi, thay mặt anh em đây, xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được người yêu thương của mình nhé. Dạ. Rồi, cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dạ. chương trình ngày hôm nay. Dạ, em cũng xin là cảm ơn tất cả anh em đi tiếp trong chương trình và cộng đồng mạng. Em cũng chúc sức khỏe mọi người được vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Rồi, cảm ơn chị. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Các anh nào, chú nào muốn kết nối với chị như ngày hôm nay thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ hướng dẫn cho mình. Và bây giờ xin cảm ơn và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông. Anh nào xem video này đăng ký kênh, bấm chuông thì còn có cơ hội nhanh được xem những video khác và có thể kết nối sớm được. Còn không đăng ký kênh, không bấm chuông á thì người ta xem cả tháng rồi mình thấy video là coi như là người ta lấy chồng luôn rồi chưa kết nối được nữa. Dạ. Đăng ký kênh, bấm vào chuông thì mới nhanh được. Dạ. Rồi, rồi xin rồi, chào. Em xin chào tất cả anh em trong clip nha. À mua rồi em. À, mua rồi hả? À, địa chỉ trạm y tế, chị ba trạm y tế xã Bảo Quang, rồi. Thành phố Long Khánh. Em nhớ rồi, Đồng Nai. Chị uống hôm trước chị uống 2 chai rồi đúng không? Rồi giờ lấy 4 chai đi nha. Hôm trước chị uống 2 chai nó bớt nhiều chưa? Nó cũng đỡ đỡ rồi mà giờ mua cho cả nhà uống luôn, lấy 4 chai luôn đi. Trời ơi, thế trước khi chị uống thì tình trạng bệnh chị làm sao? Nó cũng đỡ đỡ rồi, từ hôm giờ thấy người nó cũng đỡ đỡ, nó không có đau. Rồi 10 phần thì mình bớt mấy phần rồi. Với cái huyết áp thì chị bỏ thuốc huyết áp rồi. Ồ, trước đây là chị bị huyết áp đúng không? Ừ. Bây giờ chị uống là chị cắt thuốc huyết áp luôn là nó vẫn ổn định đúng không? Huyết áp vẫn ổn định bình thường. Đúng rồi, đúng Ồ, vậy là quá tốt rồi. Còn vấn đề xương khớp của mình thì nó bớt nhiều chưa? 10 phần bớt mấy phần rồi? Bớt cũng được 3-4 rồi em, nhưng mà nó không có đau, nó không mấy. Vậy là tốt rồi đó chị, tại vì cái này thiên nhiên thì nó bớt từ từ nhá. À, đúng rồi. Thế thì trước khi chị uống thì tình trạng nó là sao? Nó đau á. Đau chỗ nào? Đau với nữa mỗi ngày á, đầu gối á. Ồ. Mỗi ngày là chị phải uống thuốc huyết áp, nhưng mà nay chị bỏ, chị cắt được cắt mấy ngày rồi. Rồi, vậy là quá tốt, và hợp thuốc rồi đó chị. Rồi. Bây giờ mua cho cả nhà uống luôn. Rồi. Rồi, rồi cảm ơn chị nhá. Uống tốt thì giới thiệu cho em. Rồi, lấy 4 chai chị nữa đi. Rồi, ok chị. 10 phần mà bớt 3-4 phần là có tiến triển tốt đó. Rồi, rồi. Mới có 2 chai mà. Dạ. Yeah. Đúng rồi, mới 2 chai. Đúng rồi. Thế chị uống được bao nhiêu ngày thì cảm thấy nó bớt? 10 mấy ngày không? Đúng rồi, cũng khoảng hơn 2 tuần. Đúng rồi. Hơn 2 tuần ha. Ờ, đúng rồi, đúng theo liệu trình rồi đó. Rồi. Ok chị, em gửi chị 4 chai đấy nhá. Rồi, ok. Rồi, uống tốt rồi, giới thiệu giúp em chào chị nhá. Rồi, rồi. Dạ.